Đây là nhóm Facebook giao lưu mua bán Thần Thú Đại Chiến Học Viện Mega Mega Huyền Thoại ha, để cho các bạn có thể giao lưu mua bán đăng thông tin về game Học Viện Mega hay Thần Thú Đại Chiến hoặc Mega Huyền Thoại ha. Các bạn có thể lên đây đăng của mình ha. Đây là nhóm do mình lập ra, đây là giao diện ha. Trên này có thêm dịch vụ chăm sóc ạc cho các bạn nữa ha, chăm sóc ạc ha và những thông tin liên quan tới ha, các bạn có thể lên tham gia nha. Mời các bạn. Rồi, hello, chào mừng mọi người đã quay lại kênh của mình ha. Đến hẹn thì lại lên. Rồi, chúng ta lại có một kỳ review mới của bên Học Viện Mega. Thì có những video mình bỏ lỡ nhưng mà video này mình cũng tranh thủ mình cũng lên video cho các bạn ha. Thì đương nhiên là có những bạn đã biết rất rõ về cuộc mỗi lần review đã biết rất rành rồi, rất rõ rồi ha. Nên các bạn cũng sẽ không không còn mắc những sai lầm khi mà đu build, nhưng mà video này mình sẽ nói những cái trọng tâm của kỳ đu build. Đầu tiên đó là mình nói về Manaphy này thì mình đã có những video phân tích rõ 8 sao, 11 sao, 4 sao đá bùa như thế nào. Kết hợp với đội hình team nước ra sao thì mình đã nói rõ rồi ha, nên là mình sẽ không nói gọi lại lỡ video này, mà mình nói video này mình nói về chủ yếu về build. Thì khi các bạn đu build các bạn cần phải chú ý ha, một lần nữa mình nhắc lại với những anh em khi đu build các bạn cần phải tập trung nè. Đua thì chỉ có 6 người được nhận quà thôi, những người mà được hạng 7 trở đi thì chỉ nhận được con này thôi nha, con nghe bà thôi. Sáng nay là nghe rất nhiều anh em nói là con bà này đang lỗi, nhưng mà sau khi test ở bên Thần Thú Đại Chiến thì con này không lỗi, nên là việc hai bên cùng là một suộc, nên là các bạn yên tâm là admin sẽ chỉnh lại nhanh thôi. Cuối video mình sẽ cho các bạn xem sự kết hợp giữa Manaphy và con bà S này đang có như thế nào ha. Rồi, mỗi một kỳ đu build thì có một cái chướng ngại, đó là mỗi kỳ đu build sẽ có những người ở đâu ra bỗng nhiên như không để lên build. Rồi, mỗi một kỳ đua build thì ở đâu bỗng nhiên ở trong một server các bạn sẽ có những người ở đâu mọc lên. Hai là những server mới thường đua build rất là gắt mà các bạn không quan tâm tới việc mà đua như vậy được lợi cái gì, được ra được cái gì và được có vào top hay không. Tí nữa mình sẽ có một những tổng hợp tình hình đua build sẽ cho các bạn xem. Thì thường thì những bạn nào xem nhiều các bạn sẽ để ý biết rằng là mỗi kỳ đua build nó đều như vậy ha. Rồi, build thì khi các bạn quay build thì được cái gì ha. Thì các bạn quay á, bạn quay sẽ 10 lần x10 này sẽ lực lợi hơn hơn x1 thì nó lợi hơn ha, nó lợi hơn lời mặt kim cương. Rồi khi quay build á, thì các bạn sẽ có được mảnh nhân năng vàng nè, cái này để đá lục bảo để tăng trang sức nè ha, và ngoài ra mảnh nhân năng đỏ nữa nè ha. Đây, cái đá lục bảo này chắc chắn có ha, còn mảnh nhân năng đỏ hoặc vàng thì hên xui ha. Đấy, ngoài ra cái có cái thức tỉnh trang sức ha, bảo vật tím ha. Nếu như mỗi kỳ đua build mà các anh em ở trong server có thể chia nhau được ở thứ hạng top và tiết kiệm tối đa về nộp tài nguyên thì sẽ được lợi thế ha, được lợi rất nhiều nha. Còn nếu như các bạn không chia được ha thì sẽ là một thiệt thòi cho các bạn ha, khi đua build tốn khá nhiều tài nguyên để có thể lấy được một con S cộng ha. Các bạn cũng biết, mặc dù biết đây là một trong những con support tốt cho hệ nước, nhưng nếu các bạn nào đã không chơi hệ nước thì các bạn sẽ bỏ qua build này ha. Tại sắp tới build sau sẽ là con Masadao rồi, mà các bạn cũng biết Masadao là một trong những đam rất khủng ha, và cũng rất là nhiều người đang mong chờ. Mặc dù mình không chơi team ma trong thời điểm hiện tại, nhưng mà mình cũng đang mong chờ xem là con đó sẽ như thế nào ha, con đó sẽ kết hợp ở Việt Nam như thế nào. Ở bạn nước ngoài nó khác, Việt Nam nó khác. Các bạn coi video các bạn cũng đừng có quá so sánh như Việt Nam thế này nước ngoài thế kia ha, nó khác nhau quá nhiều. Mình thấy trên group thì mọi người cứ đang cãi nhau việc mà xe game Việt Nam là game lậu, rồi game bản Anh bản cái gì đó là em chính thức gì ta đã minh. Ngoài ra thì khi các bạn biết rằng là ở nước ngoài bây giờ nó chỉnh sửa rất là nhiều thứ rồi, còn Việt Nam mình chưa chỉnh sửa. Hay nữa là ở Việt Nam với nước ngoài về mặt nạp khác nhau, nó dẫn đến cái lối chơi cũng có khác nhau, nên đừng có so sánh quá nhiều ha. Các bạn cứ chơi ở Việt Nam là cứ, nếu đã chơi Việt Nam thì cứ chơi Việt Nam thôi, đừng so sánh quá nhiều thứ. Rồi, phần thưởng đu thì các bạn ha, một lần nữa mình nhắc lại ha, các bạn phải là top 6 trở lên và điểm phải đạt được đủ mốc này ha, đủ mốc này. Đây, đây là điểm của đu ha. Khi các bạn quay build top 1, top 2, top 3, ba người này ha, điểm đu
khi bạn đặt ba người là khoảng 24 kim cương đấy, 4k đây. À, khi các bạn đua build, có nhiều lần mình đua build mình có một cái hay quên, đó là khi mình đua build, ví dụ như mình đua tới đây có khoảng lưng chừng mình chưa được 4k 6 hạn, thì bạn cố gắng lên lấy 5k để lấy luôn cái móc này ha, để lấy luôn cái quà này, nghĩa là đua nó sát rồi thì lấy luôn, chứ để đua lửng thì nó phí lắm ha các bạn ha, phí lắm. 5k thì các bạn thêm đá lục bảo, 7k thì thêm cái thức tỉnh trang sức. Ngoài qua khi các bạn quay build thì các bạn cần phải ở các cái server thì bạn phải đạt từ VIP 5 trở lên thì lực chiến khoảng bao nhiêu nè, từ mỗi server nó sẽ có một cái tính điểm lực chiến khác nhau ha, các bạn chú ý ha. Chú ý. Đấy, như mình quay tới 3600 chẳng hạn thì chắc chắn là mình sẽ được trước mắt là mình sẽ được từ top 6 rồi. Còn có lên nữa hay không thì chưa biết ha, kiểu vậy. Rồi cái con này sẽ kết hợp ra sao thì tí nữa mình sẽ nói ở video, ở cuối video cho các bạn xem cái sự kết hợp khi mà có con đó trong đội hình ha. Hiện tại lỗi thì học viện lỗi mình chưa test được cho các bạn ha. Rồi còn một điều lưu ý khi mà các bạn đua build như thế này, sau khi mà thần thú đại chiến học viện Mega thì nó cùng một nhà phát hành, nên là khi các bạn chú ý ha, đợt rồi đã có hai kỳ đua build bên thần thú đại chiến bị lỗi, đó là cách thường là cứ gần cuối giờ người ta mới vô để đua build, thì ví dụ 9:30 các bạn mới chốt build thì khoảng 9:25 thì nhiều người vô, trong thời điểm đó là nhiều người vô cùng lúc thì cái server nó bị nghẽn, giống như kiểu là nhiều người tràn vô một cái cửa nhà các bạn, thì mạng cũng vậy thôi, nó tràn vô cửa nhà thì nó bị nghẽn. Thì theo mình hành trao đổi admin bên thằng thú đại chiến á, là bị tấn công mạng, thì kiểu là một người nào đó người ta tạo ra một cái đợt tấn công để gây cho cái mạng lỗi. Thì bên thằng thú đại chiến nó bị hai lần rồi, thì mình hy vọng bên học viện không có, nhưng mà mình cũng mong các bạn nè, khi các bạn đua build thì các bạn chú ý nó sẽ gặp cái tình trạng đó, nên là các bạn khoảng tầm 21 giờ các bạn vô on ạc để đó, sau đó vô sau ha, chứ còn nếu sau đó lúc này nào đua thì mình mở lên mình coi, chứ còn nếu như các bạn để tới thời điểm nó vô thì có nhiều khi là các bạn phải nó bị nghẽn ha. Rồi để tránh tình trạng mà khi mà các bạn lỡ bị lỗi mà lỗi xong rồi mình hụt build thì nó tiếc lắm nha. Có trường hợp là bên thằng thú đại chiến thì đang quà đền bù, nhưng mà nếu lỡ như học viện Mega không có đào quà đền bù thì các bạn mất build thì sẽ rất là tiếc nha, nên là mình khuyên các bạn là nên vô game on game trước tầm 9 giờ on để đó đi, sau đó thì chúng ta lát nữa mở lại chúng ta coi, đừng có để thoát ra ha, thoát ra là lúc đó nó có nghẽn mạng thì mệt lắm nha, lại mất build thì phiền. Rồi thì đua build thì nếu anh em trong server mà chia nhau được, ví dụ như người hạng nhất chỉ cần 7k điểm như thế này, chúng ta sẽ đỡ tốn được khá nhiều kim cương và được cái loại ha. Thì chúng ta kim cương thì các bạn biết là không thể thiếu được ha, nên là khi đua build các bạn này kia thì nó cũng hơi là tốn kim cương nhiều để ấy ha. Có mỗi server thì mỗi khác nhau, mình sẽ cho các bạn xem. Đây có lẽ là kỷ lục của game tới thời điểm hiện tại mà mình thấy, đây là một tài khoản thật nha, không phải là ảo nha. Người chơi game này mới server mới được 3 ngày ở bên thằng thú đại chiến đã lên thẳng VIP 16 và đua một cách khủng khiếp là 50k điểm à. Nên là có nhiều người sẽ chơi dạng thứ nhất là người ta cũng muốn lấy cái gì đó, thứ hai là người ta đang cần tiêu kim cương để đạt quà hay là mảnh hay là đại loại gì đó, nên là cũng khá khủng khiếp nha. Nên là nhiều khi người chơi, các bạn đua thì các bạn cũng phải cẩn thận những cái server như thế này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tổng về nói sơ qua lại lần nữa ha. Thì các bạn biết là meta nước hiện tại đang là meta nước ha, meta đang hiện tại là nước. Thì các bạn cần phải có SSKO ha, Manaphy và Earth ha, mà Earth thì chưa ra. Thì hiện tại là Manaphy, Earth, SSKO là bộ ba để đi chơi nước. Nhưng mà Manaphy thì các bạn là support cho team nước ha, nó không phải, nó cũng giống như Vitini vậy thôi, support team lửa. Nên là khi các bạn có nó thì tài nguyên các bạn có thể là không nhiều thì các bạn cần để 4 sao thôi, tại vì còn sẽ rất là nhiều con để bạn lên sao. Nhưng mà lời khuyên của mình thì nếu như các bạn không phải là top hoặc là quá nhiều tài nguyên thì các bạn cần để con này 4 sao đó là quá chơi tốt rồi ha. Nếu mà các bạn có tài nguyên thì các bạn nên lên ớt 8 hoặc 11 sao, 12 sao nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, hoặc là sắp tới các bạn
nếu mà ớt với Masadao ra cùng lúc thì nên chơi Masadao, nó cũng sẽ tốt hơn so với việc mà lên một con support như thế này ở 8 sao. Hoặc là các bạn lên Celebi 8 sao hoặc 11 sao, hoặc là ít lên 8 sao 11 sao trong thời điểm này nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều ha. Tốt hơn rất là nhiều. Rồi đó là những gì mình chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ đi dạo một các server xem tình hình build các server như thế nào ha bạn ha. Đây. Đây là server tí nữa mình thoát ra mình sẽ cho các bạn xem, cũng server cũng trong nằm trong cụm mới á. Nằm trong những cụm mới thì server này á, những server mới thường hay gặp cái tình trạng như thế này ha. Đây các bạn để ý nè. Top 30 là 5k điểm ha, 5k điểm. Nó mình không biết là những bạn này đua build á, các bạn gì mục đích gì thì mình không biết. Hoặc là các bạn gì cần lấy mảnh nhan năng đỏ hay là tiêu kim cương như thế nào là mình cũng không biết luôn không gành. Nhưng mà nếu như các bạn 5k điểm mà các bạn không còn kim cương để lên tiếp top tiếp thì các bạn tạch build ha. Ví dụ như hàng 7 đây là 7k2 ha, giống như 7k rưỡi rồi. À, hồi nãy mình nói hình rồi. 7k là tương đương với gần 50k kim cương rồi đó. Thì các bạn tạch build ha, tạch build ha. Tạch build. Đây là những server mới thường hay gặp tình trạng như thế này ha. Tình trạng như thế này. À, những người chơi người ta ở VIP cao, người ta lên để người ta lấy tài nguyên để người ta nâng cái gì đó thì được thì không thành vấn đề. Ông này lên ớt sớm quá chi không biết nữa. Nói chung là khá nhiều tài nguyên ha, những người mà ở server đầu thì khá nhiều tài nguyên, server mới vô mà nạp thì khá nhiều tài nguyên ha. Rồi đấy, server mới các bạn ha, 7k điểm mà không chơi tiếp, không còn kim cương tiếp thì tạch build ha. À, hình như là mình sẽ cho các bạn xem này, đây là server máy đây. Đây server 110 ha, server 110. Sự kiện diễn ra tới server 111 thì server 110 nó đã tình hình build vậy rồi. À, mình có làm một số server để mình có thể tổng hợp tình hình build cho các bạn. Đây server này còn nhẹ nhàng ha, server này người chơi đã rút được kinh nghiệm ha. Còn nhẹ nhàng. Có những server mà không có ai phá build hoặc là anh em chia được nhau thì càng tốt, nhưng mà thường đua build là những giây phút cuối nó mới xảy ra căng thẳng, chứ còn những người chơi người ta có thể những ngày đầu thì build cũng không có thể là có thể là lên chưa quá nhiều, hoặc là những người chơi người ta lên nhiều thì phụ thuộc vào cái mục đích của người ta lên ha. Đây server này 15k điểm, là 15k điểm mục đích người ta sẽ là lấy cục này nha. 17 à, VIP 17 rồi, sắp có VIP 18. Server tú tú. Và 7k, 3k mấy. Đây, những người chơi dưới vẫn chưa lên, chỉ có ông này lên để lấy cái đá đó thôi. Ủa mà. Đấy. Mình xin nhắc lại nha. À, tổng hợp tình hình đua build thôi, còn cái con Manaphy này như thế nào, tính cách ra sao thì mình đã có một video tổng hợp rồi ha. Video mình nói rất rõ về tính cách đá bùa, về mọi thứ mình đã trao đổi với các bạn trong đó rồi. Các bạn có thể tí nữa mình sẽ bật kèm sau dưới comment để cho các bạn xem ha. Đây là 20k điểm ha, 20k, 17k. VIP 6 17k gắt thế. Sẽ vào 81. Rồi tiếp.
10k. Chỉ có một server 20k là có vẻ nó hơi gắt ở server 81 nha, còn lại là mấy server khác thì chưa có gì nổi bật ha. Thường bây giờ đu build á, con này không biết sao chứ bên thần thú đại chiến là rồi đó bị không có hot. Chắc mọi người đang để dành tài nguyên để đua Masadao. Người ca 5k. K cũng khá nhẹ nhàng. Mặc dù đang là meta nước nhưng mà gắn lấy con này nó không được chào đón hùng hồn như những cái con khác như ít đồ ha, 100k kim cương tạch bill các kiểu rồi. K ô server 1 hơi bị hớp đấy. Hai người 15k. Biết 12 10 là chủ yếu là nếu mà lên 15k thì lấy này. Bây giờ cũng chỉ có một số thôi ha. Thôi vô server 69 này. Server mà mình đang có một hạt hạt. Server này mình đã từng review rất là nhiều lần rồi. Đây tình hình review của server này cũng tương đối không quá căng thẳng. Nha, không có quan trọng thằng rồi. Đó là những tổng hợp đua build trong thời điểm hiện tại ha. Trong thời điểm hiện tại thì anh em đua build như vậy. Rồi sau video này, sau đoạn này là mình sẽ cho bạn xem sự kết hợp giữa cái con bậc S này và con S cộng này và con bậc S này trong sự kết hợp ha. Và mình cũng thông tin các bạn luôn là mình đã hỏi admin rồi, thì admin đã fix lỗi được cái con bậc S rồi nha. Các bạn cứ chơi thoải mái như bình thường nha. Và team nước hiện thời điểm hiện tại và cái con Phenol đang đang là một con bậc S trong đua build ha, trong đua build ha, nó kết hợp như thế nào ha. Thì khi nó lên từ tay ấy lên, nó sẽ gọi ra một cái con cá thế này đấy, rồi xong sẽ đợi con cá này sẽ những nhiệm vụ đỡ đòn cho các bạn ha. Ngoài ra thì nó sẽ giúp cho team của bạn tàng hình nữa ha, team hoàn tàng hình ha. Nếu bạn lên được 11 sao thì quá ngon ha, nó sẽ gọi thêm cả đồng đội mình lên đánh luôn ha. Đây nó bị gì đấy đó, nó bị gì đây ha.
Thôi mình cho các bạn xem về sự kết hợp cơ bản giữa Manaphy và con mặt S đang trong đua build như vậy ha. Rồi cuối lời cuối video thì mình xin chúc các bạn là đua build sẽ thành công ha. Rồi trước khi kết thúc video thì mình một lần nữa ha, mình chúc các bạn đua build thành công ha. Và cũng đừng có bị con phá ha. Anh em trong server mà chia nhau được top á, thì đỡ tốn được tài nguyên, đỡ tốn được kim cương khá nhiều ha. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha. Xin chào các bạn. Và các bạn nhớ nha, ngày chốt build ngày thứ ba các bạn nhớ vô sớm on để đó nha, chứ không thôi tới lúc đó tạch build thì buồn phiền lắm nha các bạn nha. Chú ý nha, chú ý.